và cuộc sống thì nó có êm đẹp, nó có êm đềm như em mong đợi trong giai đoạn đó không? Em nghĩ là em đẹp trong giai đoạn đó, nhưng mà là vì Em vẫn ở nhà trọ hả Điệp? không, em ở nhà cùng với lại bà cố, nhưng mà sau đó có một vài xích mích bởi vì em nghĩ rằng là sẽ chẳng ở cùng lâu với ai được trong Em một hả? thời gian quá dài, Tại vâng ạ. sao vậy ta? Tại vì ông bà không thích cho em ở ở trong nhà ở trong ngôi nhà đó nữa, vì rằng ông bà nghĩ rằng là làm người mẫu sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Một tháng ông em chở em đi xe ôm hết 3 triệu, nhưng mà bà lại không đồng ý, bà lại muốn là em trả 5 triệu, trong khi còn tiền ăn này, tiền đóng tiền học này, tiền gửi về cho bố mẹ này, đúng không, tiền son phấn quần áo nữa, thì em không có đủ tiền để mà chi trả một cái số tiền lớn như thế. Bà chỉ nói là bà không đồng ý cho cháu ở trong ngôi nhà này nữa. Thế thì em cũng tính rất là tự ái, bởi vì nếu mà bà của mình đối xử với mình như thế thì mình cũng không cần. Là em bước chân đi ra ngoài sống một cuộc sống mà tự thân tự lập đó anh. Và em ở dưới, em mướn một cái bố bố mẹ mướn cho em một cái nhà trọ ở dưới Tân Bình, ngày đó là 2,5 triệu một tháng. Cũng khá cao Vâng, cũng ha. khá cao. Bởi vì đó là một ngôi nhà riêng rộng khoảng chừng tầm 30 mét vuông thôi. Tất cả mọi thứ là đều sinh hoạt trong 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 một cái ngôi nhà nhỏ đó, có một cái gác lửng nữa. Thì em ở dưới Tân Bình ở một cái khu rất là xa xôi và nó hơi hơi bị nguy hiểm ấy ạ. Thì rất là nhiều trộm cướp dòm ngó, thậm chí là ở trong hàng xóm có mấy anh xì ke hay đi ngang qua nhà rồi cứ nhảy bổ vào trong nhà như thế. Thì lại làm em rất là sợ. Và công việc showbiz ấy, là cuối năm mới có được nhiều show diễn, còn đầu năm ấy thì lại không có show. Thì tự dưng mình ở nhà của bà cố mình thì lại bắt mình trả nhiều tiền quá, mình không có đủ tiền, trong khi mình lại không muốn xin tiền của bố mẹ để mà mình được sống trong một cuộc sống tốt lành, được ở nhà lầu có gạch bông mát mẻ. Em lại không muốn như thế, em muốn tất cả mọi thứ là sẽ đều do hai bàn tay của em làm lên. Thế là em sợ quá không dám ở ngôi nhà đó nữa, thì mới chuyển qua một cái ngôi nhà kế bên, là ở chung với lại một cái gia đình của một cái cô kia, là có hai vợ chồng và bốn đứa con trai nhỏ 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 không à. Và em thì được 700.000 một tháng ở trên một cái gác lửng ở dưới đằng sau bếp ấy. Tức là nó rất là khó chịu, nó rất là không được sạch sẽ, nhưng mà lại được an toàn. Trên một cái vấn đề là buổi tối khi mà em về đến nhà thì em rất là an Có tâm ngủ, gia đình đúng ha. rồi, là sẽ không có ai làm phiền nữa. Từ 2,5 triệu còn 700 mình đỡ áp lực vì Đúng trả rồi, phí đúng cho rồi, chuyện thuê nhà rồi thêm có những thành viên trong nhà nên là dù sao nó cũng đỡ hơn so với em ở một mình. đúng rồi. Nhưng mà bù lại thì cái nhà đấy, đấy em ở trong một cái gác bếp mà rất là nhiều chuột, Trời ơi. buổi tối ngủ thì chuột nó chạy qua chạy lại chứ có gì, lại em rất là sợ, Thời phải 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 răng màn để chuột nó khỏi chạy vào trong ấy. Thời đó khủng khiếp quá Điệp Đúng ha. rồi, Giờ nhắc lại thấy đúng là những tháng ngày ở đầu tiên ở ở Sài Gòn để lập nghiệp mà không phải em mà rất nhiều bạn đều bắt đầu có cuộc sống như thế. vâng Nhưng mà nó cho mình trưởng thành em, nó cho mình dạ sự va chạm và cần thiết trong một cái hành trang để mình đi lên, rất vâng cần thiết. Sao nên? Thì đấy, em nghĩ là chính vì mà mình có, không phải là bố mẹ em không có tiền để cho em có một cuộc sống tốt hơn, tức là bố mẹ em vẫn có thể một tháng gửi cho em 1 triệu hoặc 2 triệu để em mướn nhà trọ ở đàng hoàng, và tiền của em làm thì em chỉ việc là trả tiền học phí, trả tiền ăn, trả tiền xe, tiền xăng. Nhưng mà em không muốn như vậy, em muốn mình tự lập. Chính vì thế mà cuộc sống rất là khó khăn và khổ cực. Có lần nào mà coi như đến mức quá tệ hại, em thiếu đủ thứ và bị nợ nần gì không? Nợ nần thì không ạ, em không bao giờ có tính là đi mượn tiền một ai đấy. Nhưng mà em nhớ có một năm, đó là vào năm khoảng chừng năm 2008, em đã đi về quê để ăn Tết rồi. Nhưng mà ngày 30 Tết thì công ty lại kêu em lên là để đi show, trong khi em không có tiền mà không muốn xin tiền bố mẹ để tiêu Tết. Thế là em cũng lặn lội từ dưới quê Đồng Nai đi lên trên Sài Gòn để đi diễn vào ngày 30 Tết, vào mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4. Mà anh biết trong người em chỉ có 50 nghìn thôi. Buồn hả? Vâng, và vị chi ra một ngày em chỉ xài được 5 nghìn. Trong những ngày Tết nếu mà Vâng, xài 5 ngàn. trong những ngày Tết mà một ngày em ăn 2 gói xôi. Xong rồi cái nhà trọ mà em mướn ấy là đâu đó nó chưa có cái ổ khóa. Thế thì em phải lấy cái cây đũa em chọc vào trong đó để buổi tối em ngủ được an tâm, bởi vì trong nhà có xe máy.